Kính thưa quý vị đồng tu, chúng ta đã tìm hiểu về phần trên kinh Niết Bàn. Thiếu dục, trí dục, tịch tỉnh, tỉnh tâm, thành niệm chánh niệm, chánh đẳng. Về thiếu dục tri túc là về người cầu đạo bồ đề như chúng ta là sẽ sao? Về chúng ta thì có ăn uống, y phục, nghỉ dưỡng và cái gì? Tinh tấn tu tập. Vừa ăn uống thì việc ăn uống đồ chay hay mặn tùy vào vị đồng tu ha. Còn và y phục thì trong nhà Phật của chúng ta thì được 4 y ở các nước khác, Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, thì Trung Quốc thì có các y phục màu sắc khác nhau, nhưng ở Việt Nam của chúng ta hiện tại thì có 4 y. Y áo thì là màu lam, màu nâu, màu lam và màu nâu, và màu sẫm nâu và màu vàng là biểu tượng cho y phục trong việc chúng ta cầu đạo. Và ăn uống thì như hôm trước tôi đã giảng, các bài giảng trước thì các vị đồng tu, các vị chư Phật tử, các vị tăng ni thì chúng ta ăn uống có hai truyền thống, đó là ăn chay và ăn mặn. Ăn mặn là theo nguyên giáo của Phật giáo Nguyên Thủy. Phật giáo Nguyên Thủy chính là Phật giáo Nam Tông. Nam Tông thì chủ yếu ăn uống là thức ăn mặn, tại vì sự chủ yếu là đi khất thực mà việc khất thực là có thể muốn ăn uống món gì cũng được ha. Việc mà các Phật tử tại gia cho ăn món chay hoặc mặn thì tùy hỷ ha, tùy công đức. Đó là sự chánh kiến trong việc mà ăn uống ha. Chúng ta không câu nợ trong việc ăn uống, tùy theo môn phái, tùy theo phái Nam Tông hay là Bắc Tông, mặc dù cũng là những người cầu đạo Bồ Đề thì tùy theo như vậy. Thì chúng ta và ăn uống ha, chúng ta ăn uống càng đơn giản, là người cầu đạo thì chúng ta ăn uống không cầu kỳ là một, ăn đơn giản là hai. Ăn đơn giản là ăn như thế nào? Ăn đơn giản là ăn vừa đủ no. Chúng ta không được ăn quá no. Vì ăn quá no sẽ không tốt cho sức khỏe, Trong y khoa để minh chứng là việc chúng ta ăn quá no sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe cho chúng ta, gọi là ăn uống quá độ thì là sẽ ảnh hưởng sức khỏe cho chúng ta. Nên vì vậy mà chúng ta càng ăn đơn giản càng tốt. Đơn giản là ăn vừa đủ no, cái cảm giác thấy no là chúng ta dừng, là chúng ta không ăn nữa. Đó là trong vấn đề ăn uống. Về vấn đề y phục thì chúng ta đã nói ở trên ha, chúng ta có 4 y mà mặc thay đổi, có thể thì thay đổi với nhau ha, 4 y. Đặc biệt hơn trong các nhà chùa, tịnh xá, cư xá và
và trong các nhà chùa thì không chứa các vật như vàng, bạc, pha lê, ngọc trai, mã não, sơ cừ và châu báu, các loại châu báu quý hiếm. Vì sao mà không chứa các vật này? Vì chùa là nơi để tu tập, chúng ta không chứa vàng, chứa bạc, vân vân. Điện thoại thông minh ngày nay thì theo xu hướng công nghệ hiện đại đã tiện liên lạc, thất công nghệ thông tin, thì chúng ta có thể sử dụng điện thoại thông minh. Điện thoại để liên lạc, mục đích là liên lạc. Thông thường thì không sử dụng, thường không sử dụng, nhưng mà chúng ta cũng có thể để liên lạc, để dành cho thời gian cho việc tu tập. Các vị tu tập là các vị cư sĩ tại gia thì tu tập rất nhiều, rất có thời gian nhiều và tu tập nhiều. Hoặc bây giờ thì tôi cũng đã thành lập chùa trên mạng, chùa Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Ba Cô Đề Online ở tỉnh Xá của tôi, và các ngôi chùa thì tôi cũng đã thành lập trên đó, thành lập trên mạng đó. Quý vị đồng tu có thể tham khảo trên đó để tu tập. Trên kênh YouTube, trên nền tảng mạng xã hội đã có tôi đã thành lập các ngôi chùa mạng, gọi là ngôi chùa trực tuyến Ba Cô Đề Online. Trên đó thì có tất cả các kinh điển, bài giảng và nghi thức tụng, hoặc là nghi thức tụng thì tạm thời gian sau. Hiện tại thì đang trong Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo hoạt động thêm một ngôi chùa online trực tuyến, giúp cho quý vị đồng tu có những bài giảng pháp kinh điển để cho quý vị tu tập. Đó là quá trình phát triển của tôi. Quý vị vào kênh Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Ba Cô Đề Online và tỉnh Xá Đức Học, cư Xá Đức Học đều thấy các bài giảng chính, hoặc là các hoặc là Đại học Phật Giáo Tuyến University ở Ba Cô Đề Online, Blockchain Technology, đó là phần, đó là tất cả những gì là đã đăng tải. Ngoài ra thì quý vị có thể theo dõi trên kênh Facebook, Messenger và Twitter đều có, tôi có đăng tải trên đó, quý vị có thể xem thêm về việc mà chúng ta y phục, ăn uống, ngủ nghỉ. Về phần ngủ nghỉ thì chúng ta vì là tu tập theo hình thức của cư sĩ, tất cả cư sĩ vì là hình thức trực tuyến ngôi chùa online, nên thời gian quý vị được là linh động theo lịch của quý vị. Và ngủ thì quý vị có thể ngủ theo thời khắc ngủ nghỉ là điều quan trọng nhất tùy theo mỗi Phật tử, tùy theo thời gian
thích hợp nhất, thời gian thích hợp nhất của quý vị đồng tu ha. Thông thường ở các nhiều chùa thì hoạt động theo lịch trình thì theo thời khóa ha. Có các khóa đó là theo thời khóa ha. Thời khóa rồi tất cả những việc ngủ và phần ngủ thì chúng ta ha, là người cầu đạo thì chúng ta ngủ trên kinh Đức Phật đã nói với chúng ta ha, thì chúng ta nằm ngủ thì chúng ta ngủ giường không quá rộng ha, rường giường không rộng ha, vừa đủ nằm. Ngồi ghế thì không cao, ngồi ghế thấp, đó là ghế ngồi không cao không thấp. Giường thì không rộng và đặc biệt hơn chúng ta không được xúc nước hoa, chúng ta không được xúc nước hoa hương thơm làm quyến rũ lòng người. Đó là những điều kiện mà người Phật tử chúng ta còn phải nên làm. Đó là một Phật tử chân chính thì tôi hy vọng quý vị được dốc như thế ha. Vừa uống thì chúng ta thì không uống cái chất có cồn, uống cái chất mà có lỡ làm cho chúng ta say xỉn ha, như bia rượu ha, hoặc là hút cái chất rồi cứ thích mạnh vân vân, thì những cái đó thì chúng ta sẽ hạn chế.